Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Trong clip ngày hôm nay, iCheckVN xin được tiếp tục cập nhật cho các bạn thông tin bảng báo giá lăn bánh cũng như những thông tin chi tiết về dòng Ford Everest 2023. Phiên bản mà chúng ta đang xem trên màn ảnh chính là phiên bản chiếc Ford Everest 2023 Titanium, phiên bản một cầu. Và trong xuyên suốt video clip này, iCheckVN xin được cập nhật thông tin báo giá kèm theo đó là những chính sách khuyến mãi của hãng Ford cũng như là của đại lý Ford Thủ Đô gửi đến các bạn trong cái dịp cuối năm 2022 này. Chúng ta có thể gọi ngay số hotline bên dưới để nhận được những tư vấn chính hãng cũng như những cái báo giá và những cái cập nhật chi tiết nhất về những chính sách khuyến mãi, kèm theo đó là những quà tặng của hãng và những quà tặng của chính đại lý các bạn nhé. Như các bạn thấy thì dòng Ford Everest 2023 này là một cái dòng xe hoàn toàn mới của phân khúc SUV hạng D tại thị trường Việt Nam. Và đối thủ cạnh tranh trong phân khúc này trước đây chúng ta có như là Toyota Fortuner hoặc là cái chiếc xe là chiếc Mitsubishi Pajero Sport. Còn những đối thủ như SUV hạng D khác như Honda Santa Fe. Và trong cùng phân khúc này thì thực sự là giá của dòng Ford Everest phiên bản Titanium như chúng ta thấy trên màn hình đó chính là phiên bản 2 cầu. Thì ở đây giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1.653.000.000 đồng. Và giá lăn bánh tại các tỉnh đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 1.606.000.000 đồng. Nếu chúng ta trả góp thì sẽ chi phí tối thiểu là 491.000.000 đồng để lăn bánh tại Hà Nội và 444.000.000 đồng tối thiểu để các bạn có thể lăn bánh dòng xe này tại thị trường của các tỉnh. Đến với dòng xe Ford Everest 2023, đặc biệt là phiên bản Titanium thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi toàn diện trong phần thiết kế từ cái mặt trước, mặt bên hông cũng như là cái động cơ của xe này. Đây không phải là một phiên bản facelift mà nó là một phiên bản được nâng cấp toàn diện và được các kỹ sư chính hãng của Ford tại thị trường của nước Úc phát minh và đề xuất ra cái kiểu dáng của cái đời thứ 5 của dòng xe mà chúng ta đang quan sát thấy trên màn hình này. Các bạn có thể thấy là với động cơ hoàn toàn mới biturbo thì dòng Ford Everest 2023 này mang cho người lái một cái cảm giác trải nghiệm thực sự là thích thú và mạnh mẽ hơn so với cái phiên bản tiền nhiệm trước đây. Còn ở đây là mặt sau của xe, các bạn thấy là với cái logo Everest dập ngang và chạy suốt trong bề ngang thân xe làm cho kích thước của xe to lớn hơn so với những cái thông số mà nó đang sở hữu thực tế. Còn đây là cái thông tin về giá bán, giá lăn bánh của dòng xe Ford Everest Titanium phiên bản 4x2 AT, tức nghĩa là phiên bản một cầu. Thì để sở hữu dòng xe này tại thị trường Hà Nội, các bạn có chi phí lăn bánh là 1.421.000.000 đồng. Và chi phí lăn bánh tại thị trường các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 1.384.000.000 đồng. Và nếu chúng ta trả góp thì số tiền tối thiểu tại thị trường Hà Nội để lăn bánh sẽ là 425.000.000 đồng. Kèm theo đó là cái số tiền trả góp nếu chúng ta lăn bánh tại tỉnh sẽ là 388.000.000 đồng. Khi chúng ta đặt lên bàn cân để so sánh với những đối thủ trong cùng phân khúc mà đặc biệt là một dòng SUV hạng D, ví dụ như đối thủ đến từ Nhật Bản là chiếc Toyota Fortuner phiên bản mà tôi đang so sánh ở đây, là các bạn có thể thấy là chiếc Toyota Fortuner Legender. Tất cả mọi thông số về chiều dài trục cơ sở cũng như chiều cao tổng thể của chiếc Ford Everest 2023 phiên bản nâng cấp này đều nhỉnh hơn so với chiếc Toyota Fortuner. Và nếu chúng ta đem cái bề ngang của thân xe để so sánh thì các bạn thấy thông số duy nhất mà chiếc Toyota Fortuner thắng thế so với đối thủ chiếc Ford Everest 2023 chính là cái khoảng sân gầm. Chiếc Ford Everest của chúng ta mặc dù thấy khá là hầm hố nhưng khoảng sân gầm sẽ là 20cm. Trong khi đó thì chiếc Toyota Fortuner chỉ nhỉnh hơn về thông số này và tất cả các kích thước còn lại đều thua kém so với đối thủ. Còn đây là những hình ảnh thực tế của dòng Ford Everest 2023 phiên bản Titanium 4x4 AT, hay còn gọi là cái phiên bản 2 cầu. Như các bạn thấy thì cái điểm thay đổi lớn nhất mà từ cái mặt ngoài chúng ta có thể nhận dạng đó là cái hộc đèn pha trước. Đó là hệ thống bi LED. Còn cái chiếc mà chúng ta xem từ đầu video clip đó là một chiếc 4x2 AT, hay còn gọi là phiên bản một cầu. Như vậy nhìn chung thì thiết kế mặt trước này tương đối giống nhau ở cả 4 phiên bản. Tuy nhiên là cái dòng xe có giá mềm hơn trong phân khúc này đó là chiếc Ford Everest phiên bản Sport thể thao 4x2 AT, và cái nhận dạng đặc trưng của nó sẽ là một cái mặt tản nhiệt có cái hình màu đen. Chúng ta có một cái miếng ốp màu đen. Và để sở hữu dòng xe này thì các bạn có chi phí lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1.653.000.000 đồng. Chi phí lăn bánh tại thị trường các tỉnh sẽ là 1.606.000.000 đồng. Hiện tại thì hãng Ford cũng như là đại lý đang kèm theo rất nhiều những chính sách khuyến mãi. Ví dụ như dòng xe chiếc Ford Everest 2023 phiên bản Sport mà chúng ta đang xem ở trên màn hình thì sẽ có cái chi phí lăn bánh, kèm theo đó là cái gói giá khuyến mãi rất là
lớn. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có kèm theo gói 50 triệu bao gồm bảo hiểm, trải sàn, bọc vô lăng, thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí. Và xuyên suốt video clip này các bạn có thể thấy là có cái số hotline để chúng ta có thể liên hệ đâu là những cái chính sách được áp dụng đặc biệt ưu đãi trong cái tháng 12 cuối năm này cũng như là cái thời điểm cận Tết. Và liệu xe có sẵn xe để giao ngay cho các bạn không hay phải chờ đợi thì chúng ta có thể gọi ngay số hotline để nhận được cái báo giá cũng như là những cái cập nhật chính hãng về cái chính sách giá. Đến với dòng cuối cùng, cái phiên bản mà có giá mềm nhất trong phân khúc của dòng Ford Everest 2023 đó là chính là phiên bản Ambient. Để sở hữu dòng xe này thì tại thị trường Hà Nội chi phí lăn bánh tối thiểu sẽ là 1.257.000.000 đồng và tại thị trường các tỉnh đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 1.218.000.000 đồng. Nếu các bạn trả góp thì chi phí tối thiểu để lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 378.000.000 đồng và chi phí trả góp tại các tỉnh sẽ là 338.000.000 đồng các bạn nhé. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới. Đối với dòng xe Ambient 4x2AT này, hiện tại thì đang có những cái chính sách ưu đãi dịp cuối năm và chúng ta có thể có cái tặng kèm là trải sàn da nè, bọc vô lăng, thẻ cứu hộ 3 năm miễn phí và kèm theo đó là những cái chính sách khuyến mãi đặc biệt và chỉ có đại lý Ford Thủ Đô mà chúng ta gọi hotline này để chúng ta có thể nhận được cái thông tin chi tiết. Các bạn có thể thấy đây là những cái báo giá chi tiết và chúng ta có thể nhận được cái thông tin tư vấn chính xác hơn của hãng cũng như là từ đại lý đâu là những cái khuyến mãi được áp dụng và kèm theo đó là những cái chính sách nào mà sẽ được duy trì từ đây đến dịp cận Tết để chúng ta có thể nhanh chóng đảm bảo tài chính và sở hữu được cái dòng xe yêu thích của mình. Hãy gọi ngay số hotline để nhận được thông tin chi tiết và chính xác nhất các bạn nhé. Về màu sơn ngoại thất của dòng Ford Everest 2023 thì chúng ta có tối thiểu là 6 màu lựa chọn ở tất cả các phiên bản. Tuy nhiên ở những phiên bản cao cấp hơn thì chúng ta sẽ có thêm một số cái màu tùy chọn thực sự là ấn tượng. Đâu là màu mà phù hợp nhất cũng như là các bạn muốn xem màu sơn thực tế thì trong xuyên suốt video clip này chúng ta có cái số hotline ngay dưới chân của video clip thì các bạn có thể gọi cái số hotline để chúng ta liên hệ đến đại lý và xem cái màu sơn thực tế cũng như có thể lái thử xe và trải nghiệm thực tế cái dòng xe này. Như vậy đối với dòng Ford Everest 2023 là một cái sự lột xác toàn diện không chỉ về nội ngoại thất mà cả về động cơ cũng như là cái hệ thống khung gầm được nâng cấp. Và chúng ta có thể thấy đây là cái không gian nội thất của dòng xe Ford Everest 2023 phiên bản Titanium 4x4AT, tức là phiên bản hai cầu. Đập vào trong cảm quan chúng ta chính là một cái màn hình xếp dọc lên đến tận kích thước hơn 12 inch. Và các bạn thấy là đây là một cái màn hình thật sự là to lớn hơn cũng như là tăng cái trải nghiệm cho người dùng. Và ở đây chúng ta thấy có rất nhiều những cái hệ thống điều khiển bao gồm những cái khóa cầu nè và chuyển cái chế độ lái, kèm theo đó tất nhiên là có phanh tay điện tử và một cái hộp số mang cái tính đậm chất truyền thống của hãng Ford, rất là cứng cáp, rất là cơ bắp. Như vậy đối với dòng xe Ford Everest 2023 tại thị trường Việt Nam đang phân phối có tận 4 phiên bản và chúng ta có thể thấy cái mức giá lăn bánh lần lượt của các phiên bản như trên cái màn hình ở đây. Ví dụ như là cái mức giá lăn bánh của dòng xe Ford Everest 2023 thấp nhất là phiên bản Ambient sẽ có chi phí lăn bánh tại thị trường Hà Nội là 1.257.000.000 đồng và để lăn bánh cái dòng xe cao nhất là chiếc Ford Everest Titanium 4x4AT sẽ chi phí là 1.653.000.000 đồng. Còn nếu như các bạn có cái phương án trả góp thì chúng ta chỉ cần cái số tiền tối thiểu, ví dụ như bản Ambient sẽ là 378.000.000 và cái bản Titanium tại thị trường Hà Nội sẽ là 491.000.000 đồng. Nếu ngay giờ phút này chúng ta có ý tưởng liên hệ để thử xe cũng như là đặt cọc gì đó thì chúng ta có thể gọi ngay số hotline các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. iTechVN xin cảm ơn các bạn rất nhiều.